Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay là ngày 6 tháng 1 năm 2020 thì chúng tôi lại tiếp tục giới thiệu tới toàn thể quý vị trên toàn quốc một mẫu sản phẩm nữa là bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng bằng gỗ hương vân đỏ của Nam Phi. Đây là chúng tôi vừa phải quét nước lên chiếc mặt bàn đây. Để tôi quay lại chiếc ghế dài cho quý vị xem. Khi mà gỗ hương vân gặp nước thì chúng sẽ hiện ra cái sắc vân rất là rõ. Đây là mới chỉ là nước quét nước đầu tiên thôi. Trước khi bàn giao cho quý khách là chúng tôi sẽ quay lại phần mộc để cho quý khách ở xa không về được sẽ xem qua YouTube, hoặc quý khách có thể truy cập vào website nội thất la xuyên.com để biết địa chỉ. Về chiếc mặt bàn này là chúng tôi làm kích thước là 69 nhân 1,4 m. Mặt bàn chúng tôi có đục chạm là sơn thủy hữu tình. Có cây cối, mái chùa và có những đàn chim. Chúng tôi gọi đó là mẫu sơn thủy hữu tình. Bộ bàn ghế này đã được ba khách hàng ở Đông Hưng Thái Bình ký duyệt. Chúng tôi sẽ bàn giao trong dịp Tết 2020 này. Đây chúng tôi quay lại gần chiếc ghế đơn cho quý vị xem. Gỗ hương vân phản ứng với nước thì vân hiện rất là rõ luôn. Khi hoàn thiện thì nó sẽ lên màu vàng sáng rất là đẹp. Chiếc ghế này chúng tôi làm kích thước là 87 nhân 61 và nhân 1,25 m. Quý vị nào muốn sở hữu một bộ sản phẩm như này thì liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lành qua hai số điện thoại là 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Đây chúng tôi bắt đầu quét nước sang chiếc ghế đơn thứ hai đây cho quý vị xem đây. Vân rất là đẹp. Đây là vân hoa gia báo. Chúng tôi đang còn 5-6 bộ ghế Tần Thủy Hoàng bằng gỗ hương vân loang gia báo nữa. Quý vị nào nhanh tay để đăng ký. Thì gỗ hương vân giờ là rất hiếm rồi. Chúng tôi phải mua rất nhiều công gỗ để mới chọn được một công gỗ chọn vân như thế này. Để tôi quay sát máy quay lại cho quý vị xem này. Để phần mộc thì nhìn vân không được rõ, khi mình quét nước lên thì nhìn nó rõ hơn rất là nhiều. Quý vị nào ở xa có thể không về cơ sở thì xem qua YouTube thì quý vị có thể đặt hàng online cũng được. Qua đây tôi cũng khuyên quý khách là nên kiểm tra hàng mộc trước khi sơn PU để đảm bảo quyền lợi của khách hàng, tránh bị nhầm và tránh bị lừa. Bộ bàn ghế này là bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng gỗ hương vân, bộ gồm 7 món của ba khách hàng ở Đông Hưng Thái Bình. Chúng tôi sẽ bàn giao trong thời gian sắp tới đây. Quý vị có thể xem thêm mẫu kệ tivi, đồng hồ và các loại bàn ghế của xưởng đồ gỗ Hiền Lanh qua YouTube hoặc là qua Facebook. Trên Facebook thì chúng tôi cũng đang sở hữu gần 10.000 ảnh về các sản phẩm đa dạng khác nhau. Quý vị có thể qua đó để tham khảo thêm mẫu mã cũng như là kích thước. Cảm ơn quý vị, các bạn đã quan tâm theo dõi thì quý vị hãy like, đăng ký kênh để ủng hộ. Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Vâng, và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo.